Đừng bao giờ nghĩ là mình không giỏi tiếng Anh mà mình có không học đồng hành cùng con được. Người ta làm được thì mình chắc chắn mình sẽ làm được. Và chỉ cần mình làm đúng theo phương pháp mà những người đi trước họ đã chia sẻ lại cho mình thì chúng ta đã có một cái con đường sẵn rồi và mình cứ đi theo con đường đấy là mình sẽ thành công giống như họ. Xin chào tất cả các mẹ. Những cái lý do là tại sao mình lại đến với bố mẹ yêu con thì nó là một cái rất là tình cờ, vì là mình là đồng hành cùng con từ năm 2018. Và mình có đọc một cái bài báo của anh Huy nói về cái việc một ông bố mà đồng hành cùng con trên cái báo Giáo dục Thời Đại ấy nhỉ. Rất là ngạc nhiên vì thấy một ông bố có thể đồng hành cùng con được mà chẳng lẽ mình là một người mẹ, là một cái người bạn cùng con mà mình lại không thể đồng hành cùng con được. Mình nghĩ là người ta làm được thì mình cũng làm được. Và thế là từ đấy trở đi là cũng theo dõi với Facebook của anh Huy cũng như là trong group, nhưng mà vẫn rất là nghi ngờ, cũng chưa đăng ký tham gia, cũng chưa học hành gì cả, cứ theo dõi trên Facebook cũng vào group của mình, rồi cũng đặt ra những câu hỏi là ơ tại sao học cái kiểu gì mà tại sao lại cứ phải cần đến iPad. Mà cái hồi đấy thì nhà mình hai vợ chồng vẫn còn trẻ và cũng không có kinh tế nhiều, mà nghĩ đến đoạn là phải mua một cái iPad này, xong rồi đóng tiền học phí này rồi các thứ nó rất là nhiều, mà thực sự là lúc đấy là cũng không có tiền để mua đâu. Cũng dẫn ông chồng đến nói chuyện với anh Huy, nhưng về nhà ông vẫn bảo là không, ông Huy ông lừa đấy. Bởi vì là thực sự là bởi vì là không có tiền mua iPad, lúc đấy là không có tiền mua iPad. Thế xong rồi mình phải thuyết phục rất là lâu về cái việc là nếu như mình không có tiền mua iPad thì mình có thể mua iPad trả góp, và mình phải em trả góp trong 6 tháng rồi đấy mới mua được cái iPad đấy, và bây giờ vẫn còn nhớ cái con số mỗi tháng trả là 856.000. Và khi mà học với bố mẹ yêu con thì kỷ niệm thì rất là nhiều. Mình thì làm nghề kế toán nhưng không liên quan gì đến tiếng Anh. Tuy nhiên là khi mà học và đồng hành cùng con thì thấy là tiếng Anh thì nó là một cái ngôn ngữ rất là quan trọng, và nó là cái ngôn ngữ toàn cầu mà không những bây giờ mà trong tương lai rồi bất kỳ lúc nào thì các con cũng sẽ cần dùng đến. Và thế là cái quyết tâm là đồng hành cùng con, và thêm một cái nhà nữa đó là nhà mẹ bé Moon, nhà mẹ Hằng ấy. Lúc đấy là Moon nó có mới 5 tuổi và thấy rằng là con đọc Rakit ở những cái level rất là cao. Em rất là ngưỡng mộ. Thế xong đấy là về nhà quyết tâm là tại sao con họ làm được mà mình lại không làm được. Và thế là quyết tâm đồng hành cùng con, và cứ từng bước với cái tinh thần là mọi người làm được, mình sẽ làm được, và luôn có một cái niềm tin như thế. Và đến bây giờ thì các bạn ấy cũng đã song ngữ và cũng lôi kéo được rất nhiều bạn bè khác trong cộng đồng bố mẹ yêu con, và lan tỏa được cái tinh thần học tập như thế. Và cũng muốn là bất kỳ mẹ nào khi mà mình đã quyết tâm, mình đã quyết định đi trên cái con đường của mình rồi thì mình phải có một cái niềm tin trên cái con đường đó. Và đừng âm thầm lặng lẽ học một mình mà luôn phải tìm có đồng đội để đi cùng. Thì khi vậy thì mình mới có vượt được lười của chính bản thân mình. Và khi mình vượt được lười của mình thì mình sẽ giúp cho con của mình vượt qua.